Rồi, chào tất cả anh em quay trở lại shop của em ha. Shop em xuất nhận năng, em tên Sơn, số điện thoại em 0335172445. Em ở số 5 Vĩnh Bình, Chi Tôn, An Giang ha. Anh em muốn mua hàng trực tiếp thì lại cửa hàng của em ha. Rồi, cái shop của em thôi. Nói chung là shop nó cửa hàng thì nó lớn quá, em chỉ là một cái shop nhỏ nhỏ thôi ha. Rồi, anh em muốn mua hàng trực tiếp thì lại địa chỉ cho anh ha. Anh em muốn nhận hàng ở Long Xuyên thì anh em ghé Xẻo Chôm. Thì ở vô nha, anh em muốn muốn nhận hàng ở Xẻo Chôm. Ngày mấy đó, thứ mấy đó thì em sẽ đem xuống đó, anh em lại đó nhận thôi ha. Rồi, em bán bên đây là hàng nội địa Nhật và Úc ha. Úc thì sử dụng điện 220, Nhật là sử dụng điện 100V. Rồi hàng nội địa Nhật và Úc là do hàng cũ cho nên em không có bảo hành về máy ha. Rồi pin đóng mới thì bảo hành 1 tháng. Rồi máy nào của em nói của em, máy nào gửi thì em nói gửi ha. Rồi, vỏ pin vậy, ở đây em bán vỏ pin thì vỏ pin là vỏ pin còn mạch còn pin ha, vỏ pin li-ion ha, còn vỏ pin niken thì còn pin zin nguyên nhân ha. Rồi em không bao sống chết nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ ha. Rồi đây anh em có số máy ha, rồi máy gửi có, máy của em có, rồi em sẽ vô vấn đề luôn ha. Rồi mua hàng bên kênh em lần đầu tiên thì cho anh em chịu khó dàn cọc cho em thẻ cào 50k ha. COD tức là nhận hàng trả tiền á. Còn mà anh em mua hàng chuyển khoản thì con nào bao ship em nói bao ship. Rồi. Vậy ha anh em. À, quy định mua hàng mua bán bên kênh của em vậy thôi, anh em chỉ dằn cọc lần đầu tiên thôi nếu như COD ha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi, đây con thứ nhất ha, đây con thứ nhất đây là con máy bắn đinh ha, bắn đinh này về là không có hộp nha anh em, nó chỉ vậy thôi ha. Rồi con này là bắn đinh U ha, 8-4 mm đó, thông số đây bắn đinh T ha, 16 mm ha. Rồi đây đinh ha đó. Rồi sử dụng điện 220, đây nó có công tắc phụ nha, anh em nhớ bật công tắc phụ lên ha. Đè cái này sát vô anh em mới bấm được nha. Cái này sử dụng điện 220 thôi, để em bấm cho anh em xem ha. Đây, đây là dạng nhỏ và vừa nha, dạng nhỏ và vừa. Rồi Australia, New Zealand ha. Rồi, mình về hotline. Đây, nó bấm không chạy ha. Bấm không chạy nha anh em. Đây. Rồi giờ bật công tắc lên xong. Bấm không chạy thì để vô đây ha. Rồi bắn ha, anh em nhớ để sát mặt bắn ha. Đó, đó, đó. Rồi anh em, rồi tắt công tắc ha. Rồi khu số 1 này có giá 500 chuyển khoản bao ship nha anh em, phần này của em ha. Những máy điện là hoàn toàn của em hết ha. Rồi còn máy số 2 ha, máy số 2 là nhám tròn ha, mâm nhám tốt ha. Rồi đây máy số 2 Ojito siêu điện 220 nha, nội địa Úc, sản xuất tại Trung Quốc ha. Đây máy này China. Rồi 230W nha anh em, máy này rung và nó có là tâm luôn ha, quay rung là tâm. Rồi sử dụng điện 220 luôn, vẫn là nội địa Úc sử dụng điện 220. Rồi em kèm điện test luôn ha nè, đây nó công tắc phía trên ha, on off này. Rồi bật ha, nó rung á, nó rung anh em thấy nè, đó thấy không, cái bóng đó thấy không, cái đó là nó rung đó nha đó. Rồi còn cái phần mà nhảy là nó không có nhảy nè ha. Đây cái mâm anh em so cái này với cái máy nè là hoàn toàn không có nhảy ha, rất là êm luôn ha, không có thành vấn đề nha. Đó anh em xem là nó chuẩn vậy thôi ha anh em, đó nó đâu có nhảy vô nhảy ra gì đâu đó. Rồi ok anh em, con này số 2 có giá 450.000. Nó không có nhảy vô nhảy ra gì hết đâu nha anh em. Nó chạy thì cái này nó là tâm, nó làm là tâm thì cái này nó rung thôi. Rồi ok anh em. Con này nội địa Úc sử dụng điện 220 chạy nhắm tròn ha. Có giá 450.000 chuyển khoản ngôi ship con này của em ha. Rồi tới con số 3 là chạy nhắm tam giác ha, chạy nhắm rung tam giác ha. Đây, con này thì còn nguyên hộp ha. Rồi, đây sách hướng dẫn là 3 tờ giấy nhám ha. Đây là cái túi đựng bụi ha anh em. Đây cái túi đựng bụi ha. Đây. Đây anh em xem ha. Nhám lông rồi ha. Ngoại hình nha anh em. Đây, made in China ha. Xuất cho thị trường Nhật nha anh em. 14.000 vòng phút. Rồi XU1
gà tét nha anh em, sử dụng điện 220. Công tắc trên đây ha. Ok. Con này con số 3 có giá 400.000 ha, chuyển khoản em bao ship nha anh em. Máy trà nhắm tam giác. Rồi con này con số 5 ha, là con này là con số 4 nha. Số 4 trà nhắm tròn ha. Trà nhắm tròn Ojito, con này lớn hơn con kia ha. Đó. Cái mâm này thì miếng nhám này em đã làm lại miếng nhám khác ha, tại miếng nhám của nó là nó chóc lông hết trơn rồi ha. Rồi. Đó, vẫn ok nha anh em. Đó. Đây. Mâm này thì cái miếng này của nó còn, nhưng mà chỉ cái miếng nhám này em thay thôi. Miếng nhám của nó là chóc lông hết đây. Rồi, đây. Con này 450W nha anh em, made in China ha, 12.000 vòng phút ha. Con này tay cầm khác kiểu con kia nữa ha, công tắc nằm phía trên, không có đồ hút bụi nha. Giống như con kia cũng không có đồ hút bụi ha. Rồi sử dụng dòng điện 220 luôn, sử dụng điện 220 luôn ha. Đây, đồ đi ốc sử dụng điện 220 luôn. Rồi, đây em sẽ tắt máy, công tắc nằm trên này nha anh em. Đây. Đây anh em xem ha. Quạt giật nữa, ở này còn chấn ha. Rồi ok ha anh em. Rồi máy này có giá là 550 ha, chuyển khoản em bao ship nha. Rồi có tay cầm này phía trước là vịn nè ha, chạ ha. Rồi 550 chuyển khoản em bao ship. Những con máy điện này là của em hết nha anh em. Rồi con số 5 là con cơ lỏng ha, con cơ lỏng của Hitachi ha. Đó, cơ lỏng của Hitachi. Sử dụng điện 100V ha. Con này là của nội địa Nhật nha anh em, sử dụng điện 100V anh em nhớ cho rõ nha, sử dụng điện 100V. Rồi đây. Rồi. Này ha anh em. Đó, hôm nay em mới trang bị cái đèn ngay chân chỗ quay phim luôn, cho nên là giờ anh em xem cũng rõ rồi ha. Chuyển khoản em bao ship nha, của em ha. Rồi con khói bụi ha, con khói bụi này của Hitachi nha anh em. Để thổi lá cây ha, thổi bụi trong kẹt ra ngoài để mà anh em dễ quét ha. Rồi dây ha, dây này nó được thay dây mới ha, cái dây ngoài bãi nó cắt sát đây nè. Rồi anh em xem ngoại hình nha, đây thổi khá là mạnh, đây 2,5m khói trên một phút ha. 14.500 vòng trên phút. Rồi đây ha, anh em xem ngoại hình nha. Rồi con này có giá là 400 nha anh em, số 6 ha, đây hỏi bụi nha. Đây rồi vậy ha anh em. Con này có giá 400.000, chuyển khoản thì em bao ship ha, sử dụng điện 100V nha anh em, nội địa Nhật ha. Rồi tới con số 7 là máy pin nha anh em, tới máy pin nha.
máy pin ha. Này là EZT6610. Đó. Rồi đây đầu nè, không kẹt ha, không gờ ha, đèn nè ha anh em, đeo tóc nè, thắng ha. Rồi cái này anh em chỉnh ha, tự động nè, chỉnh tính lực búa nè, cái này full ha, 1, 2, 3 dài lên ha, nó 16 cấp. Rồi lực nè ha, nó lực giảm lên nè, nó giảm lên nè, đó ha nè, 3 cấp lực. Rồi anh em muốn không chỉnh lực lô búa thì tắt cái này ha. Rồi hết pin ha. Hết pin. Kiếm cục nati nào để mà test đây. Hết pin để em sạc lại nha. Đây. Ha, đảo chiều ha. Rồi. Đeo tóc thắng đảo chiều đầy đủ nha anh em. Rồi chỉnh lực ok hết luôn. Rồi con này là máy pin sạc adapter pin đóng mới, bảo hành 1 tháng, có giá là 1,7 triệu, chuyển khoản thì bao ship nha anh em. Con này máy gửi ha. Rồi. Tí nữa em sẽ sạc pin lại. Rồi con này con số 8 ha, có giá 3,8 triệu. Con này là Hitachi BL không than nha anh em, có chỉnh cấp lực ha. Đây anh em xem tem ha. Đó, WH18 DDL2 nha. 2900 vòng phút, có điều tốc 18V nha anh em. Pin này pin đóng mới, bảo hành 1 tháng sử dụng nha. Đó. Rắc sạc đây ha, sạc adapter nha. Rồi đây, điều tốc ha. Thắng đảo chiều ha. Điều tốc thắng đảo chiều. Đây, cái này là đèn ha, đèn sáng ha. Anh em muốn đèn bấm cò mới sáng thì nhấn thêm cái nữa ha. Đây. Rồi để họ tự tắt ha. Rồi. Này bảo pin thì em thấy bấm nó không có tác dụng ha. Rồi đây chỉnh lực ha. Đây. Này. Này giống như là cấp khởi động mềm ha. Này mạnh. Rồi. Máy pin sạc adapter ha anh em, pin đóng mới, bảo hành 1 tháng sử dụng nha anh em. Rồi mạch này có chỉnh chống nước luôn nè ha, IP nè. BL không than, con số 8 có giá 3,8 triệu, chuyển khoản bao ship, con máy này máy gửi nha anh em. Con số 9 ha. Con số 9 là con muốn dít bỏ qua code mod ha, có chỉnh cấp trượt đây ha, cấp lực búa đây ha. Rồi 7542 ha. Đó, Panasonic. Con này 14.4 nha anh em. Nó pin đóng mới, bảo hành 1 tháng sử dụng, máy pin sạc adapter nha. Máy này máy gửi ha. Đầu nè, không kẹt nè ha, không gơ ha, đeo tóc nè. Thắng đảo chiều ha. Đèn nha anh em. Đó. Đèn nha. Rồi. Rồi cái này là chỉnh tính lực búa nè ha. Còn cái này không ha. Rồi. Số 9 này có giá 1,5 triệu, chuyển khoản bao ship, này nó khoan ha. Rồi. 1,5 triệu, máy pin sạc adapter pin bảo hành 1 tháng, máy 14.4 nha. Máy gửi. Rồi con này con khoan cũng máy gửi ha. Máy gửi chung chủ đó nha anh em mua hai con được giảm 100.000, chuyển khoản bao ship bình thường nha. Rồi con này là con khoan ha. Con khoan này nội địa Nhật ha, không có để tên gì hết. Tốc độ tối đa 500 vòng trên phút, đối với những anh em mà làm điện tử hay là những công việc gì không cần máy mạnh ha. Rồi con này số 10 có giá 400.000, máy pin sạc pin đóng mới ha, 8.4, máy pin sạc adapter pin bảo hành 1 tháng ha. Đều tóc ha. Rồi không có thắng nha anh em, nó chỉ có vậy thôi, có đều tóc. Tốc độ tối đa là 500 vòng phút ha, con này là đầu kẹp 10 ly. Đó, không kẹt ha. Rồi để em thử đồ gơ ha, rồi không gơ luôn ha. Rồi tới con số 11 là con cưa ha. Con cưa này cũng là một cái ông khách ông gửi ha. Máy này thì ông mua ở nơi khác nhưng mà ông gửi bán lại. Ông gửi bán lại giùm ông ha. Là máy pin sạc SS540D ha, Makita, xài than 430 ha. Rồi con này
phong cách này ông gửi ha, bán lại Makita 1.4.4, máy pin sạc adapter nha, pin đóng mới ha, pin đóng mới, bảo hành 1 tháng sử dụng ha. Rồi pin đóng mới này thì có ghép mạch sạc cân bằng đồ gì luôn nha anh em. Đó, này pin đóng mới có ghép mạch sạc cân bằng để sạc adapter ha. Đây, có ghép mạch sạc cân bằng đây để sạc adapter ha. Mạch này bản thân nó là mạch zin nha. Đó, mạch zin nhưng mà nhận sạc zin hay không thì em không biết. Mà có ghép mạch sạc adapter ha, anh gửi bán sao thì em bán vậy ha. Rồi, máy pin sạc adapter, pin đóng mới, bảo hành 1 tháng sử dụng ha. Rồi. Con này thì nó có tặng kèm một cái lưỡi cưa ha. Đây anh em, con này có tặng kèm một cái lưỡi cưa trong đây ha. Đó, tặng kèm luôn, tặng kèm cái lưỡi cưa. Con này là cưa Makita 1.4.4 ha. Nó có thang, nắp thang đây ha. Rồi, có nghiêng mâm 45 độ, mâm nè còn sáng ha. Đó, lưỡi cưa nè. Rồi anh em xem ngoại hình nha. Có nghiêng mâm 45 bộ nâng hạ mâm luôn ha. Rồi đây em test máy nha. Có đèn nha. Chạy. Con nào thắng ha. Rồi con này máy pin sạc ra pin đóng mới ha. Có sạc adapter luôn ha, sạc có nó 14.4, sạc có nó 14, sạc có nó là 16.8 1A ha anh em, 16.8 1A ha. Rồi máy gửi vậy thì em bán vậy nha anh em. Máy này có giá là 1.2 triệu, pin đóng mới, bảo hành trong 1 tháng sử dụng ha. Máy số 11, 1.2 triệu, chuyển khoản thì bao ship nha anh em. Con này là máy khách gửi mà máy khách khác nha, khách khác gửi nha, không phải chung chủ với máy kia. Tặng kèm một cái lưỡi cưa, tặng kèm một cái lưỡi cưa ha. Đó, rồi. Đây, máy này máy nghe gửi chung chủ nè, anh em mua hai con được giảm 100.000, chuyển khoản bao ship bình thường nè. Đó, cưa 12V ha. Đó, của Nati. Con này có hiệu là 3503. Đó, lưỡi cưa nó nè. Đó. Lưỡi cưa nó xinh luôn nha anh em. Được cái này xanh luôn ha. Rồi, đường kính lưỡi là 135mm ha. 12V. Đây. Kiếm pin khác để mà test nữa. Pin khác, pin khác. Đây. Rồi con cưa ha. Tí nữa em sạc mấy cục pin này lại luôn ha. Rồi máy pin sạc adapter, pin đóng máy bảo hành 1 tháng ha. Máy số 12 có giá 1.4 triệu, chuyển khoản bao ship, máy gửi chung chủ ha. Anh em mua hai con được giảm giá 100.000, chuyển khoản bao ship bình thường ha. Rồi con này con Bana máy mài gốc ha, số 13 có giá 3.1 triệu ha. Nó 18V, pin này 18V, 18650 hai hàng sale nha anh em. Pin đóng máy ghép sạc adapter luôn ha. Rồi bên đóng máy bảo hành 1 tháng ha. Này máy gửi chung chủ luôn nha. Rồi. Này em test máy ha. Rồi ok. 18V nha anh em. Con này có giá là 3.1 triệu, chuyển khoản bao ship nha anh em. Con máy gửi ha. Rồi con số 14 ha. Số 14 đây. Số 14. Ryobi ha. Này pin zin hay pin đóng mới không biết nữa. Này để em hỏi lại ha. Này chắc có lẽ là pin zin rồi đó. Giá này chắc có lẽ là pin zin rồi đó ha, để em hỏi lại. Rồi thì cái này giờ tính pin này. Đó. Đều tóc.
thắng ha, đảo chiều. Rồi đèn pin ha, sáng đây, tắt. Sáng đây, tắt ha. Rồi báo pin này ha. Báo pin này nha anh em. Đó. Tốc độ nhanh nè, chậm nè. Nè, nhanh nè. Rồi, điều tốc thắng đảo chiều đầy đủ. Con này than rời nha anh em. Anh em xem ngoại hình đi ha. Nó con này mới hiệu là 4143 ha. Rồi máy pin sạc này pin 2 hàng sale nha anh em. Máy pin sạc pin ha, đây em test sạc pin nha. Rồi, em test sạc pin. Anh em nào muốn mua con này thì em hỏi là pin ha. Em hỏi là pin coi pin zin hay là pin đóng mới ha. Nếu giờ pin đóng mới thì có bảo hành 1 tháng pin ha, còn nếu giờ pin zin thì để em hỏi có bảo hành không. Rồi. Có bao cầm hay không ha. Rồi đây ha. 4.4 sạc pin sử dụng điện 100V nha anh em, pin trượt, hai hàng sale nha. Rồi có giá là 1.5 triệu, số 14 có giá 1.5 triệu chuyển khoản thì bao ship nha anh em. Rồi số 15. 15. Là một con bắn quýt luôn ha, có cấp trượt y chang như con kia ha. Rồi. Đó, số 15 này cũng bằng giá 1.5 triệu luôn. Máy pin sạc adapter 14.4 ha, pin đóng mới bảo hành 1 tháng sử dụng nha anh em. Rồi, con này mất in da băng ha. Rồi điều tốc nha. Ủa, đầu nè không kẹt nè ha. Hơi rơ ha. Rồi, điều tốc. Thắng đảo chiều. Rồi đèn ha anh em. Đây, tính lực búa không ha. Rồi. Tính cấp trượt. Rồi con này để test lại cái đầu ha, không kẹt ha. Cũng hơi rơ ha. Rồi. Con số 16. Rồi con này là máy pin sạc adapter ha anh em. Con này made in Japan luôn ha. Con này là 7207. Rồi hai cấp tốc độ bên đây luôn ha, nhanh chậm bên đây luôn ha. Con này thì cái cò nó không biết có thay hay là thổi thì sao không biết, nhưng mà đây thì nó có cái đèn của nó nằm đây ha, đèn màu xanh ha, chứ không phải đèn màu trắng. Nhìn nó thì màu trắng, con này đèn màu xanh ha. Chắc có lẽ là đứt bóng đèn led hay gì đó, anh hai là màu xanh đó ha. Rồi đây đầu tóc ha. Thắng, đây đầu nè không kẹt nữa ha. Rồi hơi rơ ha. Rồi. Đầu tóc thắng đảo chiều ha. Đã chậm lại nhanh nha. Rồi, đảo chiều ha. Rồi. Số 16 này có giá 1.2 triệu chuyển khoản bao ship nha anh em. Đó. Số 16 1.2 triệu chuyển khoản bao ship. Đầu không kẹt nhưng rơ hơi tí ha, rơi tí. Rồi. Rồi con số 17 ha anh em. Số 17, số 17 này là con bắn vít. Con bắn vít nó không có điều tốc, bấm chạy thôi, tốc độ tối đa 800 vòng phút, phù hợp cho những anh em đóng pin hoặc là làm những công việc mà không cần quá mạnh. Đó. Rồi, máy này của em ha. Rồi 9.6 đã đóng lên 12V 3 cell ha. Có mạch bảo vệ đầy đủ trong đây. Rồi máy pin sạc adapter có giá là 500.000 chuyển khoản thì em bao ship nha. Con này của em ha. Nó ấy những anh em là điện tử rồi gì nè, nó đâu không gơ tí nào luôn ha. Rồi. Bấm là chạy thôi, đảo chiều nằm đây ha. Chạy ok ha. Rồi số 17 này có giá 500 chuyển khoản thì em bao ship nha, pin 3 cell ha, lên 12V. Con này thì 9.6 ha. Lên 12V chạy cũng bình thường nha. 6014D. Đó, nhỏ gọn ha. Rồi pin đóng mới bảo hành 1 tháng rồi nha anh em. Có giá 500.000 chuyển khoản thì bao ship nha. Rồi con số 18 ha, con số 18 này là máy gửi ha, máy gửi chung chủ luôn nha, cao su rồi về chóc hết rồi ha. Đó. Rồi đầu ha. Không kẹt nha. Nó hơi nhích tí thôi ha, nhích tí thôi. Rồi. Đây pin zin nha. Pin zin, pin niken zin không bao cầm nha, một máy hai dấu pin một sạc zin nha. Đây test tính năng ha. Đèn cháy, pin này yếu ha. Rồi, pin này yếu luôn nha anh em. Vỏ cao ha. Rồi, đây được cái vỏ lùng nữa ha. Nó. Rồi, điều tóc nè. Thắng ha, không có thắng ha. Rồi, con này không có thắng nha anh em. Điều tóc không thắng. Nhanh ha, giờ chậm ha. Rồi, chậm mình giờ nhanh ha. Rồi. Rồi không có thắng ha, có đèn, hai cấp tốc độ nhanh chậm, điều tốc có không thắng ha,
số 18 này, một máy 2 vỏ pin, một sạc zin, sử dụng điện 100V, có giá là 750, chuyển khoản bao ship. Máy này là máy gửi chung chủ ha. Đây em sẽ test cái cục sạc zin đó ha. Rồi, sóng nha anh em. Máy này số 19 ha. Là con vít mini ha. Vít này là của em nha. Hàng này cũng thuộc dạng sưu tầm ha. Cái là ở đây nó hơi găng đây nè ha. Nó hơi găng nứt đây nè. Nó đây qua đây ha. Găng nứt đây. Còn đây là vít chạy ha. Con này là nó đi Nhật nha anh em. Con này nó đi Nhật ha. Rồi đảo chiều đây ha. Đó, đảo chiều đây. Đó, bấm bên nào chạy bên đó thôi ha. Rồi. Đầu vít nè, 6 ly bình thường nha, chứ không có 5 ly rưỡi gì đâu nha anh em. 5 ly 5 rưỡi nha, cái này 6 ly bình thường. Đó, chạy 2 triệu ha. Rồi, đặc biệt cái con vít này á, anh em khỏi đóng pin. Anh em mua về sử dụng thôi ha. Pin này là pin zin của bên Nhật ha. Pin zin của bên Nhật còn cầm chạy tới bây giờ luôn ha anh em. Anh em về có mấy cái đốc sạc mà để sạc pin chụp hình nè, để camera nè, thấy không? Nó để sạc pin chụp hình nè, em nghĩ pin này là pin sạc đi sạc lại được nè ha. Đó, anh em xài xong hết sạc, xài xong hết sạc. Nào không được nữa, thay pin tiểu mình vô. Nó chỉ là viên pin tiểu bình thường thôi nha anh em. Nó xài 4 viên ha. Nó xài 4 viên ha. Đó, pin nó đây. Pin nó gửi về tới mình bên đây là mười mấy năm, nhưng mà vẫn còn cầm còn chạy ha. Đây. Đó, cắm vào. Máy này là sử dụng pin tiểu nha, 4 cục pin tiểu nha anh em. Đó, đây. Đó. Rồi máy này của em nha. Em cũng nói trước là nứt ở đây nha. Nứt găng đây nè. Đó, nó găng nứt đây ha. Rồi bấm chạy đây, đảo chiều đây ha. Này. Ha. Rồi, máy này số 19 ha. Máy này số 19 có giá là 300.000, chuyển khoản bao ship nha anh em. Máy này máy của em ha. Đó, máy số 19 chuyển khoản bao ship, máy của em ha. Rồi, con này còn 20 ha. Hôm nay em chỉ có 20 con máy thôi ha. Con 20 nha anh em. Đây. Đó. Máy pin sạc, pin sạc adapter, pin đóng mới bảo hành 1 tháng. Bên này thì pin 3 sao nha, pin 3 sao nha anh em. Rồi, pin 3 sao. Đây. Chạy ha, không có đều tốc nha anh em. Con này nó bị mất đều tốc nè. Thắng ha. Đảo chiều. Rồi, chạy thắng tốt, mất đều tốc ha. Con này số 20 có giá 500 ha. Máy pin sạc adapter, pin đóng mới bảo hành 1 tháng, pin này đóng 3 sao ha. Rồi, điều tốt không có nha, xin lỗi. Thắng với chạy bình thường ha. Rồi tặng thêm một cái con máy sát ha. Tặng cái này là ảnh tặng thêm ha, máy này máy gửi. Máy này là ảnh tặng thêm cho cái máy kia ha. Cho cái máy mới thực thị đó, máy này tặng thêm cho cái máy mới thực thị. Đó. Rồi. Để mà bù lại cái khuyết điểm của con cò này nè ha. Đó, rồi con này có giá là số 20 có giá 500.000, chuyển khoản thì bao ship ha. Máy pin sạc adapter, pin đóng máy bảo hành 1 tháng. Tặng thêm một cái thân máy. Này là tặng cái này là thân máy sát nha. Anh nói rõ, anh kêu nó rõ giùm đây là thân máy sát nha. Anh em về tận dụng được cái gì đó hoặc là sơ cua hay là cái gì đó ha. Rồi. Thân máy sát. Thân máy sát này là không chạy nha anh em. Đó, thân máy sát không chạy. Rồi tổng cộng có bao nhiêu con máy đó ha anh em. Anh em coi nếu như mà thấy con máy nào phù hợp thì liên hệ em chốt hàng. Rồi em cũng có một số vỏ pin muốn gửi tới anh em có cần vỏ pin thì liên hệ em ha. Đây, vỏ pin này là vỏ pin Nati ha. Vỏ pin Nati. Vỏ pin Nati này, vỏ pin Nati cao ha. Đó. Rồi, chân tiếp xúc thì nó bị ga ten ha, em có cạo lại ha. Đó. Rồi. Cao, đóng được 6 xe thoải mái, 60.000. Lùng cũng bằng giá 60.000, cũng đóng 6 xe thoải mái luôn ha. Đó, ở đây em có mấy vỏ đây ha. Đây cao ha, cũng 60.000. Đây cũng vậy ha, cao 60.000. Rồi cao lùng 60.000 như nhau ha. Rồi Hitachi ha, Hitachi đây. 14.4 pin với mạch zin đây, trong đây còn đầy đủ hết ha, nhưng mà em không bao sống chết nha. Anh em nghe rõ giùm em ha, không có bao sống chết nha. Rồi 160.000 ha, 160.000. Pin này không bao sống chết, anh em nghe rõ giùm nha.
Rồi này cũng vậy ha, Makita 4.4 ha, 150 cục. Cái này Hitachi 160 cục ha. Makita 4.4 150 cục, ở đây em cũng còn có hai cục thôi ha. Rồi còn cục một duy nhất ha, Bana 4.4 ha. Pin 26650 nha anh em. Rồi. Đó, pin mà chin chạy trong đây còn nữa ha, 250 cục. Không có sống chết ha. Rồi, pin này Railway cũng vậy ha. Đó, pin Niken. Railway 60.000 cục ha. Độc giá, anh em muốn lấy cái nào lấy ha. Nó nút vàng, nút trắng gì đó. Rồi, pin boss ha, 70.000 cục. Pin boss 70.000 cục ha. Boss 12V, này cao nha, anh em giờ đóng 6 xe được nha. Rồi, cái này boss 12V luôn ha. Đó. Rồi, anh em muốn lấy mấy cục anh em lấy ha. Rồi, bên này thì boss 24V nha anh em. Boss 24V ha. Rồi, cục này có giá 200 nha anh em. Boss 24V, cục này có giá 200. Đó, anh em nào có boss bê tông hay gì đó, mua vỏ vậy đó, thì này giá 200. Đó. Rồi này là pin Hitachi ha, 70.000 cục ha, pin cao, giờ đóng 6 xe thoải mái nha anh em, 70.000 cục. Rồi quay sơ bộ lên anh em xem ha, còn có một số máy này thôi ha anh em. Đó, anh em xem được con nào thì liên hệ chốt hàng nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong clip tới.